năm giờ sáng nay, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã một mình đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè và phát hiện hàng loạt ô tô vi phạm nên đã gọi lãnh đạo phường ra lập biên bản xử phạt. Khoảng 5 giờ sáng nay ngày 24 tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải đã bất ngờ đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Khi đến đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, phát hiện hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè, ông Hải đã gọi nhanh lãnh đạo phường ra lập biên bản xử phạt. Tương tự trên đường Thi Sách cũng thuộc phường Bến Nghé, thêm nhiều ô tô khác đậu trên vỉa hè bị ông Hải giữ lại, giao cho phường đến lập biên bản và xử lý. Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất bất kể giờ nào, khi phát hiện các vi phạm đều xử lý nghiêm. Ông Hải cũng nhắc nhủ đến các tài xế cần chấp hành đúng quy định, không được đậu xe trên vỉa hè để tránh bị phạt. Theo ông Hải thì sau đợt ra quân vừa rồi, ý thức chấp hành của người dân đã tốt lên, vỉa hè của nhiều tuyến đường đã thông thoáng trở lại. Trước đó sau khoảng 4 tháng ông Hải tạm ngừng ra quân, vỉa hè quận 1 đã bị người dân tái chiếm vô tội vạ. Mới đây, trong đợt trở lại với vai trò là người dẫn đầu đoàn liên ngành đi xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông Hải đã xử lý mạnh hàng loạt các nhà hàng, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè. Ngoài ra ông Hải cũng đã quyết định xóa sổ hàng loạt bãi giữ xe sai phép, không phép gây mất mỹ quan, bức xúc trong nhân dân. Việc đòi lại vỉa hè của Phó Chủ tịch quận 1 được đa phần nhân dân và lãnh đạo thành phố ủng hộ.